Rồi, ông ngoại vô pháo nè. Trời ơi, làm gì ngáp vắng ngáp dài vậy con? Thôi đi ngủ ông ngoại ơi. Trời đánh từ khuya đến 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 6 giờ sáng luôn rồi mà chưa cho con ngủ nữa. Nó đánh từ nãy giờ thua ngoại hả? Biết bao nhiêu ván luôn, gần 101 ván rồi đó. 101, chính xác là 101 á. Dạ. Nhưng mà thôi nè, ông bà xưa người ta nói á, thua keo này mình bày keo khác. Thanh niên đừng có nản con, cố gắng chơi với ông ngoại nha, nghe. Con rồi. Biết nhưng mà con buồn ngủ quá ngoại ơi. Rồi tới con á. Thôi cố gắng đi mà con. Tới con đi đó. Con lên con chốt. Lên chốt hả? Đó, thằng này. Bữa nay quýnh khinh địch bay. Hả? Mày quýnh mà mở mắt ra không biết mà thắng nổi tao không á. Mày vừa quýnh mà vừa nhắm mắt là sao thắng nổi ông ngoại. Con mở không nổi luôn á ngoại, nó sụp xuống ngoài luôn rồi nè, con buồn ngủ quá, 6 giờ sập sáng hả? Rồi. Pháo nổ nè con. Rồi tới con kìa. Bay. Bay. Rồi, pháo nổ. Pháo nổ đâu ngoại? Pháo nổ đâu? Nó con đi con báo công an liền. Cái gì? Con báo công an bắt liền. Trời. Mày khùng quá mày. Cái gì ông ơi? Hả? Báo công an mày bắt. Đứa nào bắt đứa nào cháu hả? Đứa nào đốt pháo? Pháo ở đây là pháo ở đây nè. Pháo nổ là pháo của ngoại nổ vô con chó của con á, là ăn con chó của con á. Ngoại không nói rõ làm con la ló sùm. La ló cái gì? Tới con kìa. Pháo nổ nghe em tới rồi đó. Rồi vậy con chống sĩ. Chống sĩ hả? Thằng này bữa nay đi cờ ngộ với ta. Chống sĩ rồi chưa? Hạ thủ bất khoan khoan đó nha. Chống sĩ hả? Lên xe. Đỡ đi con lên xe. Con cảm ơn ngoại. Cái gì vậy? Đâu ạ? Ngoại kêu con ra dắt xe. Trời đất ơi, cho nó lên xe ở đây là lên xe của ông ngoại chiếu tướng con nè. À, trời cái đầu con nó bơ bơ, con không biết gì luôn á. Rồi. Lên xe. Con hết đỡ luôn rồi, con thua luôn rồi, thua ông ngoại luôn rồi. Con thua. Ơi. Mừng quá. Ủa, con có bị bệnh không? Dạ. Tự nhiên quýnh cờ thua mừng là sao? Ờ quên. Trời ơi thua tức quá. Rồi chắc cờ cũng tiếp con nào, cờ cũng tiếp ha. Tiếp ông ngoại. Con thua ông ngoại một giá 102 rồi đó. Bây giờ ông ngoại sắp cho con quýnh tiếp nè. Ôi ngoại con đi ngủ. Thôi mà quýnh với ông ngoại đi mà. Ngày mai. Trời ơi cái gì đâu mà mới sáng sớm hai em cháu ngồi quýnh cờ sớm vậy. Rồi sáng sớm rồi sáng sớm á. Quýnh từ tối hôm qua đến giờ luôn. Ừ đúng rồi. Cái gì? Quýnh từ tối hôm qua tới giờ hả? Dạ, không biết làm sao mà mấy hôm nay ông ngoại mất ngủ quá. 4-5 đêm liền không có ngủ gì hết trơn, bắt con quýnh cờ hả, từ tối hôm qua đến sáng hôm nay luôn á, chưa con đi ngủ nè. Ôi mẹ đây mẹ nói chuyện với ngoại, con đi ngủ con buồn ngủ quá, con chịu hết nổi rồi. Bi, con đợi cho ngoại con. Ba mất ngủ 4-5 đêm nay rồi hả? Ừ. Sao ba không nói con? Thấy vợ chồng con bận rộn quá, nói sợ lòng phiền tụi con. Thôi bây giờ ba ráng đi lên phòng nha, nằm ngủ đi, ngủ một chút đi cho có sức khỏe. Ba ngủ không được. Ba ngủ được rồi, ba ngủ rồi mới nhờ thằng Bi nè quýnh cờ với ông ngoại đó ngủ. Chứ không thôi là ba cũng phải ngủ rồi. Vậy bây giờ không ấy á, ba lên ba nằm xuống nha, rồi xong á cái ba tưởng tượng giống như là ba đang coi phim Tây Du Ký đi. Coi phim Tây Du Ký? Dạ. Rồi tưởng tượng đếm từ tập đó hả? Dạ. Ba đếm 30 tập rồi cũng ngủ không được. Đếm 30 tập rồi mà ngủ không được hả? Ừ. À con nghe nói á, người ta mà ngủ không được á, người ta hay nằm người ta đếm cừu á. Đếm cừu hả? Dạ đếm cừu á. Bây giờ không ấy, ba đếm từ 1 tới 1.000 con cừu đi. Hồi ba ngủ được à. 1.000 con cừu á là chỉ một trong một trang trại thôi. Ba đếm 6 trang trại rồi đó. Mà ba ngủ cũng không được. 6 trang trại mà ngủ không được luôn hả? Ừ. Trời bây giờ sao đây? Không biết sao nữa. À bây giờ không mấy, bây giờ ba nằm xuống đây. Ừ. Con sẽ hát ru cho ba ngủ. Giống như hồi nhỏ con hát cho Bi nó ngủ vậy đó. À vậy hả? Đâu, thử coi con hát ru cho ba ngủ thử. Ba nằm xuống đi con hát ru ba ngủ nha. Rồi. Nhắm mắt lại nha. Ừ. Ba phải nhắm mắt lại ba mới ngủ được chứ. Ba nhắm mắt không được. Ráng mà. Rồi thôi ba ráng. Nhắm nha. Rồi đó. Chi dầu cầu Giang Đông Đình. Tâm ơi. Dạ. Nhà con có đường không? Chi ba? Con vô con ngậm miếng đi, con ru cho nó ngọt một tí con. Giọng con chua quá. Tại sáng sớm mà, giọng con còn khàn lắm. Thôi ba nhắm mắt con ngủ đi nha. Ầu ơ, gió đưa bụi chuối sao hè, ba mê vợ bé. Cái gì vậy con? Lộn, anh mê vợ bé, bỏ bè con thơ. Wow.
ngủ rồi. Đi đâu vậy Tam? Trời ơi, ba chưa ngủ nữa à? Ba ngủ không được. Thôi ba nằm xuống đi, bây giờ con hát bài này bảo đảm ba ngủ được. Nha, ráng nha, nhắm mắt lại nha. Gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại. Ba, kỳ này bảo đảm ngủ chắc luôn. Rau răm ở lại để bán với hộp thịt lộn hả con? Trời ơi ba, ba ráng ba ngủ giùm con cái đi. Nguyên đêm hôm qua con phải thức, con làm hồ sơ công ty, con không có ngủ được. Bây giờ con mệt. Ba ngủ lắm. Không được. Trời ơi, cái tình hình này sao ba lo quá con ơi. Mấy đêm nay ngủ hoài mà ngủ không được. Cái kiểu này mà kéo dài á, con mắt của ba giống mắt con gấu trúc á, thâm quần hết, con thấy không nè. Thì thâm đó quần hết. Bây giờ con nhìn ba con cũng lo nữa. Thôi giờ không mấy vậy, con lấy thuốc ngủ cho ba uống nha. Ừ, đâu lấy cho ba uống thử coi. Rồi, con lấy thuốc ngủ. Nè, đây nè. Đó, rồi ba uống đi, con bảo đảm ba sẽ ngủ được. Trời ơi, con viên bột xin nhé gì con. Cho ba uống bụm ấy, quả mai ngủ luôn chứ. Đâu có được, thuốc ngủ mà uống nhiều vậy là không có tốt cho sức khỏe đâu. Có gì đâu, thuốc ngủ có gì đâu mà không tốt. Ba uống, uống một viên thôi, ba uống một bụm là ba đi luôn đó. Đi luôn là sao? Ba ngủ luôn thôi chứ đi luôn cái gì? Trời ơi, đi luôn là chết đó. Thôi thôi thôi, này này này, 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 này. Uống vô mà có ảnh hưởng đến sức khỏe thôi, ba không uống đâu, thôi, thôi. Trời ơi, giờ không uống thuốc luôn hả? Thôi không mấy, lát trưa trưa con với chồng con á, đưa ba đi khám bệnh nha. Trời đất ơi, ba khỏe như trâu vậy nè, chỉ có mất ngủ thôi, có gì đâu phải đi khám bệnh con. Không có được, mất ngủ dài hạn như vậy á là bệnh rồi, là bất bình thường đó. Ủa vậy hả? Ừ. Đi khám bệnh hả? Đi khám bệnh. Quyết định vậy nha. Tốn tiền lắm con ơi. Không có sao, vợ chồng con lo được. Lát nữa con đưa ba đi nha. À. Nha, bây giờ con lên con ngủ chút, con mệt Tâm, quá. Con đi dạ. Rồi, ba đây làm sao? Ba quýnh cờ mình đi. Đánh cờ mình. Hoàng Nhân và chương trình Cường Vui Sống Khỏe xin được gửi lời chào thân ái đến quý vị khán giả xem đài. Thưa quý vị thân mến, trong cuộc sống hiện đại thì quý vị sẽ có những bận rộn lo toan trong công việc của mình. Thế nên là một giấc ngủ sâu, một giấc ngủ ngon sau một ngày làm việc mệt mỏi sẽ giúp quý vị có thêm nhiều năng lượng cho ngày mới hiệu quả hơn. Và thưa quý vị, rõ ràng trong quý vị cũng có nhiều người đang mắc phải triệu chứng mất ngủ. Vậy thì căn bệnh mất ngủ này ra làm sao? Xin mời quý vị sẽ cùng với Hoàng Nhân trong chương trình Cường Vui Sống Khỏe hôm nay gặp gỡ với bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Mạnh Hùng là phó khoa nội thần kinh Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Hoàng Nhân xin được gửi lời chào thân ái đến bác sĩ ạ. Dạ vâng. Xin chào Hoàng Nhân và quý vị xem đài. Thưa bác sĩ thân mến, rõ ràng giấc ngủ rất quan trọng đối với mỗi người trong chúng ta phải không ạ? Và có một số người thì dường như cảm thấy mình thiếu ngủ, thậm chí một số người thì lo lắng mình không ngủ được. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết thực chất là làm sao nguyên nhân khiến chúng ta mất ngủ đây ạ? Dạ vâng. Về nguyên nhân về mất ngủ thì người ta quy làm hai nguyên nhân chính. Thứ nhất là nguyên nhân do sinh hoạt. Nhưng là sinh hoạt thì liên quan với cái cuộc sống hoạt động hàng ngày của con người. Dạ. Ví dụ như là người ta dùng các chất kích thích quá nhiều như trà cà phê quá nhiều, ăn no buổi tối quá nhiều. Thứ hai là vấn đề về căng thẳng, lo lắng căng thẳng trong công việc, học hành, tình cảm, cuộc sống vợ chồng. Mà nhất là những cái thời buổi công việc như hiện nay là một người có thể làm rất là nhiều việc. Rồi rối loạn về chu kỳ giấc ngủ. Về chu kỳ giấc ngủ là những cái vấn đề người ta phải thay đổi cái lịch làm việc trong ngày. Ví dụ như là người làm ca kíp hoặc là do thay đổi cái công việc người ta phải đi du lịch, nhất là những cái vấn đề du lịch ở những cái nước mà thay đổi cái múi giờ khoảng 6 đến 12 tiếng một ngày. Mất ngủ có thể liên quan đến cái vấn đề tuổi tác, nhất là những người già thì thường là người ta thường để đi ngủ thường khuya và thức dậy thường sớm hơn trong ngày. Dạ vâng ạ. Còn một cái nguyên nhân thứ hai là nguyên nhân do những bệnh lý về thực thể. Bệnh lý về thực thể người ta thường nói nhiều đến là ngay cả những cái vấn đề những cái thuốc mà dùng để điều trị những bệnh lý đau đầu và bệnh lý về thấp khớp mà có corticoid thường cũng thể gây mất ngủ kéo dài. Mất ngủ liên quan đến về bệnh lý, nhất là những bệnh lý về bệnh lý dạ dày tá tràng. Thường là bệnh lý dạ dày tá tràng người ta đi khám thường là những bệnh lý bác sĩ về tiêu hóa, nhưng mà thực ra là những cái đấy nó cũng gây ra tình trạng mất ngủ. Bệnh lý về tim mạch, bệnh lý về thần kinh, nhất là những bệnh về thoái hóa thần kinh như là Parkinson hoặc là Alzheimer. Dạ vâng ạ. Một cái nguyên nhân nữa là có thể kể đến là những bệnh lý nó liên quan đến vấn đề tâm thần, những bệnh nhân bị trầm cảm hoặc bệnh nhân bị rối loạn lo âu hoặc bệnh nhân bị hoang tưởng thì có thể gây mất ngủ. Dạ vâng.
Rõ ràng có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng mất ngủ. Và Hoàng Nhân biết rằng có một số người người ta vẫn thường truyền tay nhau cái biện pháp để hạn chế tình trạng này hoặc là giải quyết triệt để. Không biết triệt để hay là không, cho nên bây giờ mới nhờ bác sĩ tư vấn giúp. Đó chính là người ta có thể đếm sao, đếm cù, đếm chừng nào mệt mỏi thì ngủ. Có thể đọc truyện dài kỳ, đọc chừng nào mệt mắt thì ngủ. Và thậm chí một số người làm dùng luôn cả thuốc ngủ nữa. Vậy thì bác sĩ cho rằng những biện pháp này có đúng hay là không đây ạ? Dạ. Khi mất ngủ làm cho người ta rất là khó chịu. Người ta phải cố gắng tìm các phương pháp để người ta đi ngủ. Một là những cái đếm sao đếm cừu như là Hoàng Nhân vừa nói. Thứ hai là bệnh nhân người ta phải tìm đến thuốc ngay. Thế nhưng mà tất cả phương pháp đấy đều là không có đúng. Vì khi anh dùng đếm sao đếm cừu nhiều, người ta lại gây ra cái vấn đề quá quan tâm với giấc ngủ, lại thấy lo lắng bồn chồn không ngủ được. Và thứ hai là nếu mà anh lạm dụng thuốc ngủ mà không có ý kiến của chuyên môn, không có ý kiến của bác sĩ, thì người ta sẽ gây ra dùng, thứ nhất là không đúng liều, thứ hai là không đúng thời gian, mà sẽ gây ra tác dụng phụ rất là nguy hiểm. Dạ, mà cụ thể nguy hiểm thế nào đấy ạ? Cụ thể nguy hiểm là nếu mà bây giờ dùng thuốc ngủ, nếu mà anh dùng quá liều thì sẽ gây ra buồn ngủ vào rất ngủ, ngủ gà và ngủ nhiều vào ngày hôm sau. Và thứ hai là gây hiện tượng quên và lú lẫn. Dùng kéo dài quá nhiều thời gian sẽ anh sẽ gây hiện tượng quen thuốc hay là vấn đề lờn thuốc, anh phải tăng liều lên. Và thứ ba là anh dùng, nếu mà anh dùng đang dùng liều cao mà anh dùng ngưng đột ngột thì sẽ gây bồn chồn bất an, rất là hoang tưởng. Vậy thì muốn dùng thuốc ngủ phải có sự hướng dẫn của thầy thuốc cũng như là dùng đúng liều đúng cách đúng không ạ? Và bác sĩ có thể cho những vị khán giả theo dõi chương trình được biết thêm một vài lời khuyên nếu như chẳng may quý vị hay là người thân quý vị mắc phải căn bệnh mất ngủ này ạ. Nếu mà bản thân quý vị hay là người thân của quý vị căn bệnh mất ngủ thì người ta khuyên đầu tiên là những vấn đề về vệ sinh giấc ngủ. Vệ sinh giấc ngủ thì bao gồm cái vấn đề anh phải lên cái tập thể dục là vấn đề quan trọng. Tập thể dục người ta lên tầm khoảng 30 phút đến 40 phút một lần và khoảng 4 lần trong một tuần. Thứ hai là cần có một cái lối sống lạc quan yêu đời. Cái vấn đề về tránh những cái lo lắng căng thẳng. Nếu mà anh lo lắng căng thẳng quá mức mà không giải quyết được thì nên cố gắng làm cái điều gì đấy để chia sẻ, để bớt đi những lo lắng căng thẳng đó. Tránh các dùng các chất kích thích. Thì bây giờ cái vấn đề xã hội hiện đại liên quan rất nhiều đến vấn đề thuốc lá, cà phê, bia rượu. Rượu thì có thể không làm mất ngủ nhưng mà rượu làm cho giấc ngủ không ngon hay trằn trọc vào ban đêm. Vậy thì với những thông tin chia sẻ từ bác sĩ, chúng ta thấy rằng cần nên luyện tập thể dục thể thao cho sức khỏe khỏe mạnh và chúng ta cũng sẽ hạn chế được cái tình trạng mất ngủ này, cũng như phải có một cái lối sống lạc quan yêu đời thì chắc chắn là sẽ loại khỏi cái căn bệnh mất ngủ. Và Hoàng Nhân hy vọng rằng với những thông tin chia sẻ vừa rồi từ bác sĩ thì quý vị khán giả theo dõi chương trình, chúng ta chẳng may mắc phải căn bệnh mất ngủ hay là người thân thì cũng đã có được những kiến thức nhất định và phòng chống căn bệnh này. Xin được cảm ơn bác sĩ một lần nữa đã tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Vâng, xin cảm ơn Hoàng Nhân và cảm ơn quý vị xem đài. Thưa quý vị thân mến, trong chương trình Cựu Vui Sống Khỏe kỳ sau, xin mời quý vị sẽ cùng quan tâm đến một đề tài, đó chính là đề tài dành cho những người đang muốn tăng cân. Thưa quý vị, chế độ dinh dưỡng như thế nào là hợp lý cho người gầy, quý vị sẽ được tư vấn để có một thân hình hoàn hảo. Quý vị quan tâm nhớ theo dõi nhé. Thưa quý vị thân mến, đến đây thì chương trình Cựu Vui Sống Khỏe xin được phép tạm dừng. Quý vị cũng đừng quên tiếp tục tham gia cộng tác cùng với chúng tôi bằng cách gửi những tình huống bi hài về các căn bệnh phổ biến, hoặc quý vị có thể nêu những thắc mắc của mình về các căn bệnh mà quý vị quan tâm, cùng đặt câu hỏi để các bác sĩ trả lời quý vị nhé. Và những tình huống, những nội dung hay được chúng tôi chọn thực hiện, quý vị chắc chắn sẽ nhận được những phần quà hấp dẫn từ chương trình. Những thông tin liên lạc quý vị có thể vui lòng gửi về địa chỉ Công ty Tiếp thị Truyền thông Ý tưởng Việt, địa chỉ 384/9 đường Lý Thái Tổ, phường 10, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc viết thư về địa chỉ email là ctcuoivuisongkhoe@gmail.com. Hoàng Nhân xin chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.